là thật đấy, các cái giá trị xã hội tích cực. Làm sao ấy để cho người ta nó hòa nhập được với cộng đồng, kèm với được hòa nhập đối với cộng đồng. Và bóng đá cộng đồng thì mang đến cho trẻ em cơ hội chơi bóng đá trong một môi trường vui vẻ và an toàn, không bị căng thẳng, phân biệt đối xử và nhấn mạnh tức là bảo chiến thắng, để cho trẻ em nó vui chơi, nó phát triển ra các cái hoạt động về vấn đề tức là thể lực, tức là cái thể chất rồi tinh thần của tất cả tất cả các em. Do đó mà các em không được phân biệt giữa nam và nữ, không phải là bình đẳng ngay từ bé, và tạo ra được những các cái bình đẳng như thế là về sau xã hội của chúng ta, tức là nó có một cái sự công bằng về giới tính. Chứ không thì phụ nữ thì là bị, tức là nếu một quan điểm của thời phong kiến ngày xưa là phụ nữ thì nó thứ yếu rồi toàn bộ tất cả các thứ. Mặc dù ở đây thì ở vùng Gia Lai Kon Tum này chắc là cái thế hệ về mẫu hệ đúng không, tức là phụ nữ làm chủ đúng không, nếu mà có làm chủ quá thì nó làm nhà thì nó cao hơn cho nó coi như nó cân bằng phẳng để công bằng cho cả nam giới, đúng không? Nếu mà ở đây mà là phụ nữ được coi trọng, được cao hơn tức là nam giới thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó tức là bình đẳng, đúng không? Các bạn là nữ giới có đồng ý như vậy không? Hay là vẫn thích mình là nóc nhà hơn là... Do đó mà cái nội dung và phương pháp đào tạo của chúng ta thấy là cần phải cụ thể cho trẻ em trên độ tuổi và khả năng, tức là nó phải phát triển theo các cái độ tuổi, mỗi độ tuổi 6-7 tuổi thì tập cái gì, 9-10 tuổi tập cái gì, 11-12 thì tập các cái gì. Đấy. Và cái khả năng của nó, có những em bé cuối tập cũng vẫn đưa nó vào trong cái tập trong các cái bóng đá cộng đồng, không phân biệt đối xử cộng đồng, tức là bình đẳng tất cả tất mọi người, dù là người khỏe mạnh hay người tàn tật cũng được thỏa mãn các cái nhiệm vụ của mình. Đấy là các cái quan điểm, các cái triết lý về các cái bóng đá. Mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh, tức là một huấn luyện viên về bóng đá cộng đồng phải là một chuyên gia về trẻ em. Chúng ta ai chẳng có trẻ em, con cái ở trong nhà, đúng không? Và chúng ta nếu mà chúng ta nắm bắt được cái những các cái vấn đề này, chúng ta có các cái điều kiện để giáo dục cho con cái của chúng ta tiếp tục phát triển tốt hơn. Và đây tôi đề cập đến các cái công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em, thì chúng ta thấy là từ cái năm 1989 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua cái công ước về quyền trẻ em. Và chúng ta biết là lần đầu tiên trong lịch sử một hiệp ước quốc tế được công nhận về rằng trẻ em không phải là của cải mà là những người có quyền về con người. Chúng ta thấy là cái bạo lực đối với trẻ em trong cái thời gian vừa qua, TV rồi các thứ vừa lên nó nhiều quá. Đấy, thì đấy là một cái mà... Hoặc là trẻ em bây giờ, ví dụ như tôi mới đi ở cái vùng Lào Cai, các thứ thì trẻ em coi như là tảo hôn nhiều quá. Mới có 15 tuổi mà đã có 3 con. Có nghĩa là trẻ em đó tức là không có được cái tuổi thơ. Đúng không? 12, 13 tuổi lấy chồng, 3 năm rồi đẻ, tức là 3 đứa. Tức là mất hết cả một cái quyền tiểu diễn thôi. Và cái tuổi vị thành niên, cho thành niên của chúng ta là trong cái luật pháp của dân gian sẽ quy định là phải trên 18 tuổi mới có thể là thành lập gia đình. Không biết là ở cái vùng đồng bào của cái tỉnh Gia Lai này của chúng ta có các cái tệ nạn hay không? Có cái tảo hôn không? Có phải? Cũng rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Không để coi như mình đã nơi làm sao mà tránh được những cái tệ nạn đó. Cho nên ấy, thì nó có bốn nguyên tắc của cái công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em. Một đấy là trẻ em không nên bị phân biệt đối xử, không được phân biệt tức là đối xử đối với trẻ em. Và cái thứ hai là chính sách của chính phủ nên dựa vào lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Trẻ em là tương lai của thế giới, là tương lai của tức là của đất nước, tương lai của cả một cái nhân loại của chúng ta. Do đó mà mỗi một chính phủ, nhà nước Việt Nam cũng phải dựa trên các cái lợi ích tốt nhất của trẻ em.
những cái gì và tốt nhất, đẹp nhất, rồi là các cái và cái giá trị và cái phúc lợi xã hội nên tập trung vào chỗ trẻ em được hưởng lợi những các cái đó. Cái này thì ở thành phố, ở các thành phố lớn của Việt Nam mới tức là đáp ứng được một phần, thế còn ở các vùng nông thôn rồi là hẻo lánh, rồi miền núi, rồi là hải đảo vân vân, chúng ta chưa có được như này. Và cái thứ ba, cái nội dung chính của cái công ước của Liên Hợp Quốc ở đây thể hiện là trẻ em nên được tồn tại và phát triển hết khả năng của mình. Mỗi người là mỗi một đứa trẻ em là một cái thế giới riêng biệt, có những các cái khả năng, rồi sẽ có các tiềm năng để được phát triển. Có những người có năng khiếu về hội họa, có những người năng khiếu về toán học, về vật lý vân vân, có những người năng khiếu về thể thao. Do đó mà chúng ta những người lớn, các bậc bố mẹ, chính quyền địa phương, cộng đồng tức là dân cư phải có cái trách nhiệm để cho trẻ em phát triển hết các cái tài năng của mình. Và nếu mà chúng ta phát triển được các cái tài năng của trẻ em, chúng ta có nhân tài để phục vụ cho cái đất nước và cho đất nước chúng ta rất là ngày càng giàu mạnh hơn, vân vân. Và cái quan trọng một cái ý nghĩa nữa, tức là cái ý kiến và quan điểm của trẻ em rất quan trọng, và bố mẹ những người lớn là cần phải lắng nghe, chứ không phải ơi mà trẻ con không được, và chúng ta phải tôn trọng những cái ý kiến của trẻ em. Đấy là bốn cái nội dung cơ bản về công ước Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em, quyền của trẻ em. Cái thứ nhất đấy là nó phải có, tức là gì, có quyền tuổi thơ. Quyền tuổi thơ có nghĩa là gì? Tuổi thơ mà chúng ta tức là xác định, tức là dưới 18 tuổi, kể cả tuổi vị thành niên cho thành niên, toàn bộ các thứ dưới 18 tuổi thì vẫn là trẻ em, chứ không phải là trên 15 tuổi chúng ta bảo là nó đã là thanh niên người lớn được nói không phải. Cho nên người ta xác định dựa trên các cái đặc điểm tâm sinh lý của các cái hoạt động toàn bộ tất cả các thứ để người ta được phân biệt là có trẻ em phải có các cái quyền về tuổi thơ, và tuổi thơ ở đây xác định là cho đến năm 18 tuổi theo luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ hai nữa là quyền được giáo dục, có nghĩa là các em phải được học tập, phải tạo ra các cái môi trường sinh thái để các em được học tập tức là bình thường, tức là hết phổ thông, hết phổ thông trung học và tất cả. Và cái thứ ba là quyền được khỏe mạnh, tức là bao gồm tức là cái môi trường sống, quyền có cái nước sạch, thực phẩm bổ dưỡng và được chăm sóc, tức là y tế. Đấy là những cái. Và cái thứ tư là quyền được đối xử công bằng, bao gồm cả thay đổi luật pháp và các thủ tục không công bằng đối với trẻ em. Và cái thứ năm là quyền được lắng nghe, bao gồm cả việc xem xét quan điểm của tức là trẻ em. Mỗi đứa nó có cái đề nghị, có cái đề xuất thì chúng ta tức là không phải phủ nhận toàn bộ tất cả các cái, và chúng ta tức là phải lắng nghe và xem những các cái gì mà chúng ta có thể đáp ứng được những